Tiếp theo nhé, chúng ta chuyển đến phương pháp thứ hai này. Phương pháp thứ hai là gì? Phương pháp theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. Nếu mà người ta muốn chúng ta làm theo phương pháp này thì người ta cũng sẽ nói để bài đúng không? Người ta sẽ bảo là biết doanh nghiệp tính theo gì? Đó là phương pháp theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương là được nhá. Vậy thì công thức là gì? Thì công thức ở đây nó cũng tương tự như bên kia thôi. DCK, đấy tức là sản phẩm răng cuối kỳ ấy, nó sẽ bằng gì? DJK cộng C chia QTP cộng QD phẩy sau đó tất cả cái phân số này đúng không nhân với cả QD phẩy với DCK là gì giá trị sản phẩm được răng cuối kỳ DZK là giá trị sản phẩm được răng đầu kỳ C ở đây sẽ là gì bao gồm tất cả chi phí luôn chứ nó không còn là chi phí nguyên vật liệu chính như là ở pháp đầu tiên nữa bởi vì phương pháp này là gì giá trị sản lượng hoàn thành tương đương rồi mà đúng không đấy cho nên ấy cái C này của chúng ta ấy ở đây sẽ là tất cả những cái chi phí bao gồm là gì chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ ok không nào qtp ở đây thì vẫn là gì số lượng thành phẩm hoàn thành thôi rất là dễ đúng không công thức của qtp nó sẽ là gì số lượng sản phẩm được giang nhân với phần trăm mức độ hoàn thành Đúng không và đề sẽ nói chúng ta là số lượng sản phẩm được giang là bao nhiêu và phần trăm mức độ hoàn thành là bao nhiêu ta cần nhân vào nhau thôi là xong đúng không vậy đấy là qtp phải nhá đó rất là dễ thôi thì chúng ta đã biết hết tất cả những cái ký hiệu trong công thức này rồi đúng không nào hay để mọi người dễ hình dung hơn thì mình cũng sẽ chuyển đến một cái ví dụ để các bạn sẽ làm theo phương pháp này nhé. Để các bạn sẽ tính ra được là gì? Giá trị sản phẩm thời gian cuối kỳ cũng như là giá thành sản phẩm. Đây. Ok, thì ví dụ chúng ta như sau. Tính giá trị sản phẩm được cuối kỳ, giá thành theo phương pháp khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. Đấy, cụ thể ví dụ của chúng ta là như này nhé. Công ty Quang Trung có số liệu sau. Số giờ kỳ của tập khoản 154 là 10.000. Chi phí sản xuất thì được tập hợp như sau. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là 100.000. Chi phí nhân công trực tiếp là 40.000, chi phí sản xuất chung là 50.000. Cuối kỳ thì hoàn thành được 100 thành phẩm nhập kho, 10 sản phẩm dầu giang và mức độ hoàn thành là 40%. Ok, vậy thì bây giờ nhá, chúng ta sẽ tính đúng không? Đấy, chúng ta tính, đầu tiên là chúng ta phải tính giá trị sản phẩm giang cuối kỳ, sau đó chúng ta mới tính được giá thành đúng không và đây người ta muốn chúng ta tính theo gì theo phương pháp khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương đấy cho nên đây công thức của chúng ta dck đó, bằng DJK cộng C chia QTP cộng QD phẩy nhân QD phẩy. Rất là dễ thôi đúng không? Đấy, chúng ta áp dụng công thức ở đây nhá. Ok, thì đây bây giờ chúng ta cùng tính nhá, rất là dễ thôi. Đó là DCK của chúng ta bằng gì đây? DCK này nó sẽ bằng là DJK này. D DJK đầu kỳ. Đúng không? Cộng C. Sau đó chia cho gì? QTP cộng với cả QD phẩy đó nhân với cả QD phẩy đúng không đấy, cả cái này này nhân với cả QD phẩy vậy thôi ok không thì bằng gì thôi chúng ta cùng làm này DJK ấy, thì nó sẽ là gì số đầu kỳ là 154 mà đây người ta đã nói rồi đó là 10.000 đúng không ok vậy đây là 10.000 10.000 sau đó cộng này với cả C C ở đây như mình đã nói rồi à, đây là 10.000 nhá xem đây như mình đã nói rồi. Đó là gì? Tất cả những cái chi phí đúng không? Bao gồm là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp này, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Đấy tức là chúng ta lấy 100.000 cộng 40.000 và cộng 50.000 đúng không? Phải là cộng hết vào. Đó thì chúng ta ghi là gì? Cộng 100.000, cộng 40.000 và cộng 50.000 đúng không? Đấy các bạn ghi hết ra như thế. Còn đây mình hết chỗ nên mình sẽ tổng cả ba cái đó lại trước nhá. Đó là 100.000 cộng 40.000 cộng 50.000 tức là 190.000 đúng không? Ok. Đấy, mình tổng hết vào tại vì mình hết chỗ rồi nhá. À, vậy nó sẽ là 190 000 Chia cho mẫu này. Đó là QTP. QTP là quy thành phẩm thì chúng ta thấy này, cuối kỳ thì hoàn thành 100 thành phẩm, ok. Vậy thì đấy là 100 thôi đúng không? Sau đó cộng với cả gì? QD phẩy, chúng ta biết rồi, QD phẩy thì sẽ bằng là gì? Đây, số lượng sản phẩm dở dang nhân với phần trăm mức độ hoàn thành. Mà đây là có 10 này nhân 40%, được không? Thế tức là cộng 10 nhân 40% luôn nhá. 10 nhân 40%. Hoặc các bạn tính ra ấy, sau đó các bạn ghi là 100 cộng với cả 4 cũng được bởi vì 10 nhân 40% là 4 nữa mà, đúng không? Đó và đây cũng là nhân 10 nhân 40% Và tức là nhân 4 đấy. Mình ghi lại cho các bạn dễ hình dung hơn được không? Nhân 10 nhân 40%. Xong nhá. Đó, thì đơn giản vậy thôi, chúng ta tính được cái D cuối kỳ này chưa? Đó các bạn bấm máy tính thôi. Đó là lấy 100.000 này cộng 190.000 này chia 100 cộng 10 nhân 40% rồi nhân với cả 10 nhân 40% đúng không? Thì nó ra là 7692. Ok chưa nào? 7692 nhá. 7 6 9 2. Đó, vậy đây là giá trị sản phẩm đang cuối kỳ, được chưa nào? Nó sẽ bằng 7692. Vậy thì bây giờ ấy là chúng ta tính ra tổng giá thành nhá. Đây. Tổng giá thành này. Tổng giá thành. Đấy, tổng giá thành công thức nó vẫn vậy thôi đúng không? Bằng giá trị sản phẩm đang đầu kỳ cộng phí phát sinh trong kỳ đấy và trừ đi cái sản phẩm răng cuối kỳ là xong đúng không đấy bây giờ chúng ta xem này số dư đầu kỳ thì ta có một năm tư là 10 nghìn ok vậy đây là 10 nghìn nhá 10 nghìn sau đó cộng với cả tất cả cái chi phí phát sinh trong kỳ này thì có những cái chi phí nào đó là chi phí người lao trực tiếp chi phí nhân công trực tiếp và chi phí rất chung được không thì vậy khi đó chúng ta cộng đúng không cộng trong kỳ nó sẽ là 190 nghìn nhá chúng ta tổng bài kia vào, thì nó sẽ là 190 nghìn đúng không ok giảm vậy thôi Để thế nào và tiếp theo là trừ đi bao nhiêu? Cuối kỳ này là 7692 này. Xong nhá. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta bấm máy thôi. Cho ra chúng ta là bao nhiêu? Nó ra là 192 308, Được không? 1 9 2 3 0 8. Ok không nào? Đấy 192308 nhá. Xong. Đó rất đơn giản vậy thôi. Thì ra chúng ta đã tìm hiểu xong về cái mắc thứ hai rồi. Đấy, vậy là về cái giá trị sản phẩm cuối kỳ thì chúng ta có hai phương pháp tính như vậy nhá. Và do đã tìm hiểu xong hết rồi, rất là đơn giản như vậy thôi. Được không? Ok, vậy là vừa rồi nhá, mình đã chữa cho các bạn xong đúng không? Cái ví dụ thứ hai đó là tính sản phẩm gian cuối kỳ. Đấy rồi, theo phương pháp khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương rồi, rất là dễ thôi đúng không? Đó, vậy là chúng ta đã kết thúc xong được cái phần thứ 4 đúng không? Đó là tính giá theo cái gì chúng ta tự sản xuất ra, rất là đơn giản thôi. Thì bây giờ này, chúng ta chuyển sang phần cuối cùng, đó là tính giá hàng xuất kho. Tính giá hàng xuất kho đây là gì? Đấy như kiểu là chúng ta mua về rồi đúng không? Như kiểu là chúng ta mua hàng hóa về này, chúng ta mua sản phẩm các thứ về đúng không? Sau này chúng ta bán ra chẳng hạn thì cái giá xuất là bao nhiêu? Thì ở chương trước mình cũng chưa cho mọi người một câu đấy, cái giá xuất thì bản chất là gì? Là cái giá vốn thôi đúng không? Tức là chúng ta phải tính ra ấy là giá vốn ở đây là bao nhiêu, là giá xuất đây là bao nhiêu, đúng không? Thì đây sẽ có ba phương pháp nhá. Ở đây sẽ có ba phương pháp. Và bây giờ mình sẽ đi vào từng phương pháp của mọi người. Phước đầu tiên là giá thực tế đích danh đó Thì giá thực tế đích danh này hiểu là gì Thì ngay cái tên nó cũng đã nói cho chúng ta được một cái gì đó rồi đúng không Đây giá thực tế đích danh Đấy, Tức là chúng ta phải chỉ đích danh ra cái giá đó Đúng nào Thì đây về nội dung nhé chúng ta thấy này Nội dung đó là xuất kho đơn hàng nào ấy Thì chúng ta lấy đúng giá đơn hàng đó khi nhập để tính đúng không Đây thì bây giờ chúng ta thấy này Ví dụ đây đó là công ty Quang Trung và doanh nghiệp thương mại mua bán sách trong kỳ nhập như sau, đây chúng ta thấy doanh nghiệp thương mại nó chỉ mua về và bán đi thôi đúng không? Đấy là cái công ty này chỉ mua về này xong đi bán thôi. Ok chưa nào? Và trong kỳ nhập như sau. Nhất là ngày 1 tháng 1 mua 10 quyển sách với giá là 1 triệu một quyển. Ngày 30 tháng 4 thì mua 15 quyển sách với giá 2 triệu một quyển. Ngày 20 tháng 10 thì mua 20 quyển sách với giá là 3 triệu một quyển trong năm thì bán 30 quyển trong đó này đấy để mà ấy, làm được cái phương pháp giá thực tế đích danh này thì người ta sẽ bảo cụ thể ra trong đó là có mấy quyển loại này mấy cái loại kia và mấy cái loại kia nữa bởi vì đây là giá thực tế đích danh mà đây chúng ta lấy xuất kho đơn hàng nào thì lấy đúng giá đơn hàng đó để tính khi nhập ấy đơn hàng khi nhập để tính ok hôm nào thì tóm lại ở đây là gì bây giờ người ta ấy, bán 30 quyển và trong đó ấy, có 5 quyển loại một thì chúng ta phải lấy này 5 quyển loại một này sau đó nhân với giá nào nhưng mà giá rõ ràng là loại một thì đây Đấy loại 1 tức là ngày 1 đây nhá, loại 2 là ngày này nhá, loại 3 là ngày này nhá. Đấy, chúng ta hiểu như thế được không? Thì đây chúng ta thấy có 5 quyển loại 1 tức là 5 quyển này chúng ta phải lấy nhân với giá bao nhiêu? Đây, nhân với giá 1 triệu đúng không? Đấy, 5 nhân 1 triệu nhá. Sau đó này, cộng với cả bao nhiêu? 10 quyển loại 2 thì 10 quyển loại 2 chúng ta biết này, đây. 10 nhân với cả giá đúng không? Của cái loại 2. Loại 2 chúng ta thấy này, 15 quyển với giá 2 triệu, ok. 2 cộng 15 quyển loại 3 ok 15 nhân bao nhiêu thì loại 3 chúng ta thấy này mua 20 quyển sách loại 3 với giá là 3 triệu ok vậy 15 nhân 3 thôi nó bằng bao nhiêu chúng ta tính đúng không ta lấy 5 x 1 cộng 10 x 2 và cộng 15 x 3 ok 5 này cộng 20 này và cộng 45 đó thì tức là 25 cộng 45 đúng không mà 25 cộng 45 thì sẽ bằng là 70 triệu 70 đúng không nào Đấy, đơn vị là triệu ok Đấy rồi nhá đó vậy chúng ta đã tính xong rồi này chúng ta thấy đúng không? Cái phương pháp giá thực tế đích danh này ấy, đó là gì? Xuất kho đơn hàng nào thì lấy đúng giá đơn hàng khi nhập để tính. Đó đây. Khi đó người ta sẽ nói cụ thể là người ta lấy đơn hàng ở lô nào chẳng hạn để chúng ta biết là lấy giá nào để tính. Ok không? Thì rõ chúng ta thấy là gì? Ưu điểm của phương pháp này ấy, đó là rõ ràng là giá trị hàng tồn kho được phản ánh đúng theo giá trị thực tế luôn. Đúng nào? Bởi vì rõ ràng là xuất cái nào này đây. Xuất đơn hàng nào thì lấy đúng giá để xuất. Đó và ở đây sẽ phải lấy đúng cái đơn hàng đó ra đúng chưa và tuy nhiên ấy chúng ta lại thấy có cái nhược điểm là gì chỉ áp dụng cho doanh nghiệp mà gì giá hàng hóa ít biến đổi thôi đấy và những hàng hóa có giá trị cao và dễ phân biệt cũng như là số lượng thì sẽ ít thôi đúng không đấy. và cũng như là khi mà áp dụng pháp này thì chi phí quản lý sẽ rất là cao đấy bởi vì người ta phải tính này đấy rất là cụ thể đúng không và phải theo dõi khi tức là nhập hàng hóa nào này đấy để lấy giá đó để chúng ta tính cái suất như thế nào Ok vậy nhá. Đấy phương pháp 1 giá thực tế đích danh. Và tiếp theo chúng ta chuyển đến phương pháp 2. Phương pháp 2 là giá bình quân gia quyền. Đó chúng ta có ba phương pháp nhá. Phương pháp 1 là giá thực tế đích danh, phương pháp 2 là giá bình quân gia quyền và phương pháp 3 là FIFO, đúng không? mà FIFO là cái gì lát nữa chúng ta sẽ nói. ngày không nào? Thì ở phương pháp 2 này nó giá bình quân gia quyền chúng ta thấy nhá. Nội dung là gì? Tính theo đơn giá bình quân. Đấy chúng ta thấy nó là giá bình quân đúng không? Thì chúng ta hãy tính theo đơn giá bình quân thôi. Và cái trị giá rút kho ấy thì chúng ta tính rất đơn giản sẽ bằng là đơn giá bình quân nhân với cả số lượng rút kho. Được không nào? Đấy, với giá bình quân thì bằng tổng giá trị chia tổng số lượng nhé Đó, thì đây mình sẽ cho các bạn cái ví dụ luôn cho các bạn dễ hình dung này. Ví dụ vẫn là cái ví dụ bên này đúng không? Công ty Quang Trung là doanh nghiệp thương mại và bán sách. Trong kỳ thì nhập như sau, đây nhập ba cái này chúng ta biết rồi. Trong năm thì bán 30 quyển đấy, với phương pháp này thì người ta cũng chẳng cần nói là trong 30 quyển đó thì lấy mấy quyển ở đâu, mấy quyển ở đâu, mấy quyển ở đâu đúng không? Vì đây là bình quân mà. Đấy chúng ta đâu có cần đâu. Đấy, nghe thầy cần bảo là trong năm bán 30 quyển tính giá trị xuất kho. Thì chúng ta lấy này, cái đơn giá bình quân nhá. Đây, chúng ta đầu tiên ta phải tính cái đơn giá bình quân đã. Thì chúng ta thấy đơn giá bình quân đơn giá bình quân nhá. Ok, sẽ bằng này. Chúng ta thấy cái đơn giá bình quân theo bằng tổng giá trị trên tổng số lượng. Thì chúng ta thấy giá trị nó là gì? Giá trị của ngày 1 tháng 1 này đó là mua 10 này, đó, với giá trị 1 đúng không? Thì tức là cái giá trị nó sẽ là 10 nhân 1 đúng không? 10 nhân 1. Tiếp theo này. Cộng này, bao nhiêu? 30 tháng 4 đúng không? Đến 30 tháng 4 mua 15 quyển sách với giá 2 triệu. 15 nhân 2. Đúng chưa? 15 nhân 2. Sau đó cộng với cả 20 tháng 10 đúng không? 20 tháng 10 mua 20 quyển sách với giá 3 triệu. Vậy là 20 nhân 3. Ok chưa? sau đó chia cho gì tổng số lượng đúng không nào tổng số lượng thì chúng ta có là 10 cộng 15 cộng 20 đấy từ ngày quyển mà 10 cộng 20 là 30 rồi 30 cộng 15 là 45 đúng không 45 Ok bằng nhá đấy, thì bây giờ chúng ta tính thôi đây mình đã có cái máy tính đây rồi thì bây giờ mình sẽ tính nhá uhm, để chỗ nào đây ok 10 này cộng 15 x 2 ok cộng 15 x 2 sau đó cộng với cả 20 x 3 ok chắc là 100 luôn đúng không cho thấy này 10 x 1 cộng 15 x 2 và cộng 20 x 3 là 100 vậy chúng ta lấy 100 x 45 chia 45 sẽ bằng 2,22 đúng không ok vậy đây là 2,22 nhá 2,22 tiếp theo chúng ta thấy là gì trị giá xuất kho ấy sẽ bằng là đơn giá bình quân nhân số lượng và bây giờ chúng ta cần tính cái trị giá xuất kho đúng không thì đơn giá bình quân chúng ta đã có rồi đây đơn giá bình quân chúng ta là 2,22 số lượng bán ta biết rồi đúng không số lượng bán là 30 quyển đấy thì vậy là bây giờ là gì trị giá xuất kho sẽ bằng là gì đơn giá bình quân nhân số lượng tức là 2,22 nhân với 30 thôi đúng không nào đấy vậy nha, cái trị giá xuất kho này ấy, thì nó sẽ bằng là gì đây mình ghi luôn đây nhá trị giá xuất kho sẽ bằng là 2,22 nhân 30 đúng không đây bởi vì nó bằng đơn giá bình quân nhân số lượng mà đơn giá bình quân chúng ta tính được là 2,22 rồi số lượng bán là 30 quyển vậy chúng ta lấy 2,22 nhân cho 30 là xong ok không nào đấy thì đây 2,22 nhân 30 nó sẽ bằng là 66,6 ok đấy vậy nó sẽ bằng là 66,6 nhá 66,6 triệu đúng không đấy đơn giản vậy thôi đó thì rõ ràng người ta thấy cái, cái phương pháp này có ưu điểm là gì nó rất là dễ tính và nó tính rất là nhanh đúng không đấy bởi vì đây bán bao nhiêu quyển nữa thì chúng ta cũng chỉ tính một lần thôi đó chứ nó không như cái phương pháp đầu tiên với phương pháp đầu tiên thì rõ ràng là bán này chúng ta phải rõ ràng chúng ta phải xem là ồ vậy thì hàng hóa nó là thuộc loại gì đúng không đấy và lấy ở kho nào để chúng ta có biết tính giá nhưng tuy nhiên cái này thì không chúng ta cứ lấy trung bình thôi bình quân thôi đúng không và chúng ta tính ra là xong Ok hôm nào đấy đơn giản vậy thôi nhá nhưng mà tuy nhiên chúng ta lại thấy có cái nhược điểm là gì? Độ chính xác thì không cao, đúng nào vì chúng ta quy tròn hết về cái trung bình, đấy, tức là về cái chính giữa ấy. Đấy, có những hàng hóa giá thấp, có những hàng hóa giá cao chúng ta cũng quy hết về trung bình hết, đúng không? Cho nên là cái gì? Cái độ chính xác nó không cao và không đáp ứng được yêu cầu kịp thời của thông tin kế toán. Ok nhá. đấy là cái phương pháp thứ hai. Do chúng ta biết là cái phương pháp nào nó cũng sẽ có cái ưu nhược điểm riêng của nó thôi, đúng không nào? Ok, thì tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển sang cái phương pháp thứ ba pháp thứ ba đó là phương pháp nhập trước xuất trước đó và ký hiệu là FIFO nhưng mà nãy mình nói đấy FIFO tức là nhập trước xuất trước thôi tức là nó ký hiệu của tiếng Anh nó là first in first out đúng không đấy cứ nhập trước thì xuất trước được không nào ừ, thì nội dung của nó như sau đây Thế chúng ta thấy này về nội dung thì sao nhập trước thì sẽ bỏ ra để bán trước đấy đây là người ta với cái giả định như vậy thôi đúng chưa nào thì cứ cái nào nhập trước thì sẽ bỏ ra để bán trước thôi đó rất là dễ đúng không đây chúng ta thấy này. Ví dụ này. Công ty đấy vẫn là ví dụ nãy thôi đúng không? Công ty Quang Trung của doanh nghiệp thương mại mua bán sách trong kỳ nhập như thế này, chúng ta đã biết ba cái này rồi. Trong năm thì bán 30 quyển, tính giá trị xuất kho. Đấy chúng ta thấy nhá. Đó là nội dung của chúng ta này, đó là cái gì nhập trước thì sẽ bỏ ra để bán trước. Thì ở đây người ta chỉ bảo là trong năm bán 30 quyển thôi. Thì chúng ta sẽ bảo là chúng ta sẽ biết là bán bao nhiêu quyển này, ngày 1 tháng 1 bán bao nhiêu quyển, ngày 30 tháng 4 và bán bao nhiêu quyển ngày 20 tháng 10. Được không? Nhưng tuy nhiên đây là gì phương pháp FIFO nhá. Đây, ở đây là chúng ta sử dụng phương pháp FIFO Thì em ta thấy Nhập trước thì xuất trước đó Tức là trong 30 quyển này chắc chắn là chúng ta sẽ phải bán này 10 quyển của ngày 1 tháng 1 Được không? Và chắc chắn nó sẽ bao gồm là 10 quyển của ngày 1 tháng 1 nhá Đấy 10 quyển của ngày 1 tháng 1 đây Và tiếp theo nó sẽ bao gồm cái gì? 15 quyển của ngày 30 tháng 4 Và cuối cùng nó sẽ là ở đây 30 quyển và đây là 10 và 15 rồi thì nó sẽ là bao nhiêu rồi? 25 rồi. Thì còn 5 quyển vào ngày 20 tháng 10 thôi. Các bạn hiểu cái này không? nhập trước thì xuất trước thôi rõ ràng là cái ngày 1 tháng 1 này là nhập trước đầu tiên đúng không thì chúng ta sẽ bỏ ra xuất trước đây thì có phải nó là 10 đây không chúng ta bỏ hết ra 10 ra luôn xuất luôn còn đến 30 tháng 4 này mua 15 quyển đấy thì lại đến 30 tháng 4 là cái nhập thứ hai đúng không thì chúng ta sẽ bỏ ra xuất thứ hai đó là có 15 quyển đấy mà đây xuất 30 quyển thôi bán 30 quyển thôi thì đây đã có 10 và 15 rồi thì rõ ràng là ngày 20 tháng 10 chỉ còn mỗi 5 quyển thôi đúng không bán mỗi 5 quyển thôi ok chưa nào vậy nhá thì bây giờ ấy, để chúng ta tính cái giá rất là dễ đúng không? Đó chúng ta sẽ lấy này 10 nhân với giá này là một đúng không? Ok cộng 15 nhân giá là mấy? 15 nhân giá là hai đúng không? Đấy bởi vì đây ngày 30 tháng 4 mà 15 nhân 2 để nhân này nhá. Ok tiếp theo là cộng với cả 5 nhân cái giá của nó giá của nó là 20 10 đây là 3 triệu 3. Ok đấy tóm lại chúng ta có là gì 10 x 1 cộng 15 x 2 và cộng 5 x 3 Đó rất là dễ đúng không? Cái gì nhập trước thì chúng ta bỏ ra tính để xuất trước thôi Đây, Cụ thể là gì chúng ta tính nhá Đây, Mình sẽ tính cùng mọi người 10 này Cộng 15 x 2 Và cộng với cả 5 x 3 thôi đúng không? Nó sẽ bằng là 5 năm Ok Vậy chúng ta biết rồi đúng không? Nó sẽ là 5 năm Triệu Với chưa nào? Đó, thì rõ ràng chúng ta thấy đúng không? Với mỗi phương pháp ấy, thì chúng ta hãy tính ra được cái giá trị khác nhau đúng nào đều là bán 30 quyển nhá chúng ta thấy này đều là bán 30 quyển đấy mà chúng ta thấy ở đây cái phương pháp 1 thì nó ra 70 phương pháp 2 nó là 66,6 còn phương pháp 3 thì nó là 55 đấy chúng ta thấy ở mỗi phương pháp thì nó sẽ có sự khác nhau một chút đúng nào bởi vì phương pháp 1 này chúng ta chỉ ra cụ thể là đây trong năm bán bao nhiêu quyển này trong đó có mấy quyển lại một mấy quyển lại hai mấy quyển lại ba này thì chúng ta tính được cái giá thực tế đích danh thôi đúng nào thì phương pháp này nó sẽ mang lại cái chính xác nhất đúng không còn giá bình quân thì chúng ta cứ lấy trung bình đúng không? Ở giữa thì chúng ta lấy thôi. Còn nhập trước xuất trước thì rõ ràng cái nào nhập trước thì chúng ta sẽ mang cái xuất trước thôi. Đó rất là dễ đúng không nào? Vậy nhá, đấy các bạn nhớ là có ba phương pháp như vậy. Ứng vào bài tập thì người ta bảo là doanh nghiệp này áp dụng phương pháp nào thì chúng ta cũng phải biết để chúng ta tính ra cái đấy, trị giá xuất kho tức là cái giá vốn hàng bán đấy, đúng không? Đấy đơn giản vậy thôi nhá. Ok, vậy qua đây mình đã nói xong đúng không? Xong về phương pháp thứ ba rồi, rất đơn giản thôi. Đó là chúng ta đã xong tất cả phương pháp. Ok chưa nào? rất là dễ vậy thôi nhá đó vậy thì qua đây đấy, mình đã nói hết cho mọi người được cái kiến thức của chương số 3 này rồi nó là một cái chương cũng khá là dài đúng không đấy và nội dung của nó cũng hơi phức tạp một chút xíu đấy, cho nên mọi người cố gắng nhá để chúng ta cố gắng đấy, xem rồi ghi lại cho kỹ đấy, để các bạn hiểu hơn và các bạn về nhà làm trước bài tập đi ở video sau thì mình sẽ chuyển đến mình sẽ chữa trong phần bài tập đó đấy và các bạn nên làm trước ấy để cái gì các bạn vẫn chưa hình dung đúng không hay là cái gì các bạn có thắc mắc ấy thì các bạn sẽ xem trong đấy để hiểu hơn ok không đây video của mình hôm nay đây thôi nhé. Nếu bạn nào có thắc mắc gì thì hãy để lại phải bình luận. Mình sẽ đáp cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Các bạn nhớ vào danh kênh phát để xem cho đầy đủ nha. Bye bye mọi người. Bye bye.